Sống cuộc đời đạo hạnh rất quan trọng. I think we just stay Tôi here. nghĩ chúng ta sẽ ở If đây you thôi. don't come all Nếu quý vị together không like đến this and cùng we lúc như come thế every này weekend, và then đến it's mỗi okay. cuối tuần thì không sao. As I told you, we make Như a tôi đã long nói, chúng ta sẽ làm water một ống pipe nước dài hose and then dig holes in it và sau and đó khoan các everybody lỗ come trong ống và mọi người đi tới in. And we đó. open one Dạ, main tôi tap, sẽ mở yeah. vòi nước And the chính water will run và nước sẽ chảy and và mọi người yeah. It's quicker than như making vậy the nhanh hơn individual là làm những taps. vòi nước riêng. My God, how long Trời it ơi, takes. phải mất bao lâu đây? So to bore holes is Vậy quicker. khoan lỗ nhanh It's hơn, like the king of all, giống như huh? mấy ông vua thời Just xưa. get a Chỉ cần lấy cái screwdriver or vằn ốc vít screw-driving hay máy machine. vằn ốc vít, Zoop, zoop, zoop. Everybody come open their mouth. mọi người đến há And miệng và then when you rồi finish drinking, khi uống xong, you know, have to drink all together, phải uống starting cùng from một that one lúc, bắt đầu ngay bây minute. giờ, một phút. Everybody come line up. Tất cả We're mọi gonna người open đến it. xếp hàng, The one tôi who sẽ come mở vòi. later when the Những tap người đến already sau khi vòi closes nước is đã khóa closed. rồi, tức là đã khóa. Yeah. And then Vậy thì you quý vị có can thể đánh răng brush your teeth in the open, you know, ngoài trời in vào winter, mùa you đông, know, thế it's mới fun. vui. It's exercising automatically, Như you know. vậy là thể dục tự động. You don't have to Quý brush your vị teeth không to cần phải đánh răng, work nó sẽ tự đánh. It also has a Như vậy very cũng good rất tốt, rất convenience, tiện. you know. Quý All you vị do chỉ is việc just há open your miệng, mouth, put your brush there, để and bàn just chải like vô it đó like và nó giống như bàn chải that. điện. La 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 la. Như In vậy that chúng case, ta we cũng also tiết kiệm economize, you know, because vì trời quá lạnh. it's too cold, everybody Ai cũng nhanh quickly. nhanh. We're Chúng not ta sẽ waste không any lãng water phí at tí all. nước nào hết. You just Vì want to quý vị run sẽ in muốn the chạy house. vào nhanh thôi. If there Nếu is như any còn room chỗ in the nào trong house. nhà. There's Chỉ có ba, bốn there are only three, four rooms phòng upstairs, nhỏ small trên room, you lầu. know. Rồi And phòng then a khách lớn big ở tầng living room dưới và downstairs. một phòng vệ sinh ở đây. And so one toilet here, a Một couple of vài toilets. phòng vệ It's sinh just a chỉ là house. một căn nhà. And we have a Có một small gara garage nhỏ and a và small một nhà kho storage room nhỏ and my và hut nhà is gỗ small, của tôi you cũng nhỏ. know. I can Tôi có squeeze thể nhét maximum tối five đa people 5 người vào nhà gỗ in thôi. it all. Hết, nhưng hồ But thì the lớn. lake is big. You're Hoan welcome nghênh quý to vị to take a tới place lấy in một the lake, chỗ trong you know. hồ. Yeah, if you Nếu quý wear vị the mặc yeah, có there's thể làm được mà. possibility because Vì mọi you người know people have có this mấy cái quần long dài. trousers, you know. Trousers Quần together cùng with the với huh? bộ with đồ lặn, suit, bộ đồ yeah. lặn phải, mình chỉ Or we cần don't cho just mỗi người buy một one bộ each and then just và rồi cứ meditate on thiền the trên lake. mặt hồ mang theo Huh? đến đây, mang theo bộ đồ lặn Yeah, đến đây. come with a Mang theo wetsuit. bộ đồ You lặn just have đến, to chúng ta cứ adapt, thích you know. ngay thôi biết không? Now, Rồi if you nếu dream mà of the về phương north, Bắc thì it's tình just like trạng that sẽ giống vậy condition. đó, Be prepared. hãy chuẩn bị tinh Yeah. thần. All Tất of you cả sẽ step đứng nửa người halfway up to the ngang tới thắt waist in lưng the trong lake hồ and và tập concentrate. trung, If nếu not, không quý you'll vị sẽ fall ngã down and xuống và I am not tôi không chịu trách nhiệm responsible. đâu. Nghe Listen, đó, huh? That's đó a là một good cách way to tốt để keep giữ your đầu mind óc tập trung, phải focused. không? Right? You Quý vị cannot không not thể concentrate. không tập trung, You hiểu see? không? Because if Vì you nếu fell ngã down, xuống there's a deep thì well có everywhere, chỗ sâu you know. hơn And the và fish cá might có come thể and đến cù lét dig quý for vị. you. There are a Có lot rất of nhiều fish cá ở there. đó. You know, Cá big, big bự, fish. bự, They're một số so rất big. bự. Big, Bự, fat. mập, wow. And Và có maybe lẽ vị the tu pitu will sẽ come and đến check out kiểm what tra is this. xem đây là cái gì. It looked like, you know, Bởi because vì the bộ wet đồ suit lặn hầu mostly như looked trông giống like rong biển. seaweeds, you know. So he Vậy might cô come nàng and có nip, thể nip, đến nip, và mổ, mổ, thinking it's a mổ, nghĩ đó seaweed. là rong biển. So you better Vậy just tốt stand hơn straight, là you quý know. vị cứ đứng thẳng, We don't have không có chairs ghế in trên the mặt lake. hồ. We have only Chỉ có cây some little cầu vừa nhỏ vừa ngắn, bridge, but a short one, yeah. giống như So đi ra come trên out and have cầu a và look at ngắm the lake. hồ. Nhưng không Not phải all tất of cả you quý can vị sit có thể on ngồi there. trên đó, Yeah. cũng cũ It's old rồi. was, or if Nếu all tất of cả you, quý vị, some many nhiều people người sit cùng on ngồi there, trên that it đó might thì nó có collapse, you thể know. sập. I will Tôi have sẽ không nothing to dính do. dáng tới nó No, đâu. I will go Tôi to sẽ my ra island, đảo nhỏ của small one. tôi, ở In the giữa middle of the hồ, lake, you know, in phía other bên kia side of the giữa hill. hồ, And và you quý vị stay ở on phía this bên side. này. Yeah. Vậy So bây we just giờ mình stay sẽ here ở for đây now, thôi, okay? vì ở It's đó mùa đông really rất cold lạnh. in winter there. Even Thậm chí beginning đầu tháng September, 9 you must have mà heat phải already. dùng máy sưởi rồi. Yeah. Đầu Beginning tháng of 9 September phải có already, máy you must have sưởi heat. rồi. Được All right, rồi, quý guys. vị. Có câu hỏi Any nào không? question at all Liên quan concerning đến sinh life and tử death and và mấy stuff thứ như like that? thế? I wanted to Con ask, xin hỏi can nếu một nam đồng initiate tu qua đời, possibly? hả? Can you Mình có thể enter đọc the
Nhật ký của bà ấy trong đó viết về thể nghiệm bên trong của bà hoặc chia sẻ với các đồng tu khác không ạ? Nếu cô thọ tâm ấn, nếu một đồng tu dạ qua đời, đã qua đời, một đệ tử của ngài đã qua đời rồi, dạ dĩ nhiên có thể chia sẻ. Bà đã đi rồi, bà đâu thể phản đối, không phải sao? Đâu ai nói gì đâu, đúng không? Có nghe gì không? Không. Cô muốn chia sẻ thể nghiệm của bà ấy, của một đồng tu đã qua đời. Dạ không, con chỉ đưa quyển nhật ký của bà cho dì con. Do đó, con muốn biết là đưa quyển nhật ký của bà viết về thể nghiệm bên trong cho dì con, vậy có đúng không? Nhật ký từ ai cho người gì? Mẹ con đã qua đời. Mẹ con là đệ tử của ngài và con muốn trao quyển nhật ký cho người gì? Dạ. Tại sao? Tại sao vậy? Vì dì ấy hỏi con dì có thể đọc hay không. Mẹ cô hỏi. Dạ không, dì con. Dì cô, dạ. Ồ, nếu muốn cô có thể đưa nó cho người gì, tại sao không? Có nhật ký tu hành phải không? Dạ phải, được. Về thể nghiệm bên trong, tại sao không? Được mà. Nhưng người gì cũng thọ tâm ấn chứ. Dạ, được, không sao. Cảm ơn sư phụ. Một chuyện khác, lại nữa. Hoàn toàn khác. Con đã viết một cuốn sách. Con thật sự thích quyển Loài Hoang Dã Cao Quý mà ngài đã viết. Vì vậy, con đã viết một chuyện khác về Pitu. Và con thắc mắc, cuốn sách vẫn nằm đó một thời gian rồi. Nếu con xuất bản sách, con nên làm gì với số tiền này? Đó là tiền của cô mà. Dạ. Con muốn làm gì thì làm. Dạ. Con không biết chắc bởi vì sách dựa vào truyện của ngài. Nhưng tại sao cô phải dựa vào truyện của tôi? Tại sao cô không viết về truyện của chính mình? Vì đó là một truyện rất hay ạ. Được, được. Sao cũng được, quý vị tự do mà. Dạ. Đây là thế giới tự do. Tôi không có ý định chiếm hữu nào, hiểu chứ? Thành ra bây giờ tất cả sách đều được đưa lên mạng Internet. Đáng lẽ phải được tải lên từ lâu rồi, nhưng tôi quá bận rộn, tôi không nghĩ tới những điều này nhiều cho lắm. Chỉ khi nào khi tôi chợt nhận ra thì chúng tôi làm việc đó. Hiểu ý tôi không? Ngày nay chúng ta có Internet, do đó tôi nói với họ là bất cứ gì mà có thể tải lên mạng Internet thì cứ tải lên hết. Băng hình, giáo lý, bài giảng, sách, thơ, băng nhạc, CD nhạc, thi phẩm, bất cứ gì, để mọi người tải xuống miễn phí, rồi làm thành sách của quý vị hoặc làm bộ sưu tập của quý vị, hoặc đọc trực tuyến, bất cứ gì quý vị thích. Ngày nay cách đó dễ hơn. Chúng ta có Internet. Tôi không thể tự mình tải lên, đó là điều duy nhất. Hoặc nữ trang, không thể tải lên được. Dạ. Tranh vẽ cũng có thể tải lên, nhưng không đẹp bằng. Tôi nói những gì từ tôi. Nhất là những thứ riêng tư cũng có thể tải lên, để mọi người có thể thưởng thức, bất cứ ai thích xem. Tất cả đều miễn phí, phải không? Như vậy có ổn không? Dạ ổn. Ý nói quý vị đã làm được rồi chứ. Như là nếu muốn tải xuống và tự in ra cho mình, thì đã làm được rồi ha. Dạ vâng. Vậy tốt rồi. Con cảm ơn ngài rất nhiều. Không có chi. Cảm ơn sư phụ. Không có chi. Trời ơi, đáng lẽ chúng ta phải làm việc này từ lâu rồi. Tôi quá bận rộn với những việc tâm linh và nhiều việc khác đến nỗi thậm chí không nghĩ tới điều đó. Ngày nay chúng ta không cần phải gửi cho nhau hoặc bán, hoặc thậm chí đặt mua sách, mua đĩa, DVD. Chỉ cần tải lên mạng Internet và rồi quý vị chọn ra những gì mình muốn. Đúng thế. Đó là cái hay của Internet, không phải sao? Chỉ là tôi chưa hề nghĩ tới đó. Và thậm chí không ai đề xuất điều đó với tôi. Tất cả quý vị chỉ ngồi đó chờ đợi sư phụ biết hết mọi việc. Sư phụ làm hết mọi việc. Sư phụ sẽ làm tất cả. Sư phụ cho mọi thứ. Sư phụ lúc nào cũng sư phụ. Sư phụ, sư phụ, sư phụ lúc nào cũng vậy. Tôi chỉ có một mình. Hiểu ý được không? Như máy vi tính của quý vị, một máy điện toán không thể làm mọi thứ cùng một lúc, cho dù đó là một siêu máy vi tính. Đừng nói gì tới tôi, chỉ là thân thể con người, khả năng giới hạn, hiểu chứ? Bây giờ tôi rất vui, bởi vì hôm nọ tôi có hỏi, và họ nói với tôi rằng họ đã tải lên rất nhiều rồi. Bây giờ chúng ta có rất nhiều băng hình đó. Tôi không biết cái nào là nhiều, nhưng tôi nghe nói là rất nhiều. Vậy thì tốt. Họ nói 300-400, đại khái vậy. Tôi nghĩ, ồ, như vậy tốt, hãy kiểm coi những gì quý vị muốn. Nhưng thực hành, hãy thực hành. Chứ đừng nghe để cho vui thôi, hoặc chỉ vì nó có sẵn ở đó, và không có gì khác để làm, không được, không được. Thời xưa, tại sao Đức Phật luôn tán thán hoặc khích lệ việc xuất gia?
tỳ kheo hay tỳ kheo ni, sau đó cũng có tỳ kheo ni nữa. Bởi vì thời xưa không có những loại băng hình này kia, cho nên chỉ khi theo Phật thì mới nghe được lời Phật dạy mỗi ngày. Và rồi điều đó nhắc nhở mình tu hành, tạo phấn khởi để tiếp tục trên con đường đạo. Và rồi sau khi nghe tất cả những điều này, bởi vì họ không có nhiều, có lẽ họ đã viết xuống nhưng họ phải có mặt ở đó. Họ viết xuống mọi điều và rồi học lấy và tự tu hành. Và rồi họ đi ra ngoài dạy những người khác, cách đó rất xa nơi mà người ta không có cơ hội gặp Đức Phật. Vì vậy, Ngài khuyến khích việc xuất gia. Nhưng tôi cũng thành thật nói với quý vị rằng tất cả giáo lý từ Đức Phật, mặc dù Ngài đã nhập Niết Bàn 2.000 nhiều trăm năm trước, nhưng giáo lý của Ngài vẫn hữu ích cho quý vị. Nếu quý vị không tu Pháp Môn Quán Âm, hoặc cho dù quý vị đang tu Pháp Môn Quán Âm, đó là lời nhắc nhở tốt để học. Thành ra tôi mới kể quý vị nghe một số chuyện. Tôi nghĩ có ích cho quý vị để biết có được thân người và có thể tu đúng chánh pháp thì quý báu đến nhường nào. Ngay cả Phật cũng trải qua vô số kiếp để có được pháp. Có lẽ quý vị cũng đã trải qua một số kiếp rồi, không bao giờ biết được. Nhưng có điều là, thí dụ như nếu tôi không còn trên địa cầu nữa và tình cờ có người đọc những giáo lý mà tôi đã nói nhiều năm rồi, trong mấy năm qua, và họ tu hành, họ có đức tin và tu tập theo đó, họ cũng sẽ được giải thoát. À, hay quá. Nếu họ thật sự thành tâm tìm chân lý, họ cũng sẽ được giải thoát, tối thiểu tới mức độ nào đó, và không đọa địa ngục, không đọa làm súc sinh, không phải chịu nhiều bệnh tật hay phiền muộn. Hiểu tôi nói không? Được rồi. Và cùng lý do này, nếu những người không có pháp môn Quán Âm, không biết minh sư dạy ánh sáng và âm thanh thiên đàng bên trong, và chỉ đọc kinh Phật rồi xuất gia hoặc gì đó, và thật sự thành tâm tu theo những gì Phật đã dạy trong kinh sách, thì họ cũng sẽ đạt được tối thiểu đẳng cấp thứ ba hoặc đẳng cấp thứ tư. Đó là giải thoát khỏi sinh tử và địa ngục. Rồi từ đó, hạt giống tốt sẽ tiếp tục nảy mầm thêm hạt giống tốt hơn. Vì vậy, rất quan trọng là sống đời đạo đức, đạo hạnh. Dù mình có tu pháp môn ánh sáng và âm thanh hay không, nhưng pháp môn ánh sáng và âm thanh là đường cao tốc cho việc tu hành. Nó là cao nhất. Nó xóa mọi tội lỗi, nó thậm chí thăng hoa tâm trí người tội phạm nếu họ thành tâm sám hối. Họ sẽ được thăng hoa và giải thoát. Hoan hô. Rồi, còn câu hỏi nào nữa không? Lại nói về nước Nga. Nếu Ngài không thích Siberia, chúng con có miền Nam nước Nga. Đó là Hắc Hải, và khí hậu cũng giống như ở đây. Lúc nãy cô nói là miền Nam nước Nga hả? Miền Nam, bây giờ con mới nói hả? Chúng con có miền Nam nước Nga. À, nơi đó ở đâu? Chúng con có Hắc Hải. À, Hắc Hải. Dạ, Sochi. À, Sochi. À, đó là nơi tổ chức Thế vận hội vừa rồi. Sochi rất đẹp. Thỉnh thoảng ta thấy dự báo thời tiết trên mạng Internet hoặc trên truyền hình. Nó gần giống châu Âu bây giờ. Dạ đúng vậy, ngay cả bây giờ nhiều cơ sở thậm chí còn tốt hơn bởi vì vẫn còn mới và hiện đại. Nhưng ở Nga việc đó rất phổ biến. Năm ngoái chúng còn có nhiều chương trình trên truyền hình về các nhà tiên tri như Vanga, như Nostradamus hoặc ai đó. Một số người khác nói rằng không bao lâu một tôn giáo mới sẽ xuất hiện. Có lẽ đây là pháp môn của Ngài, và điều đó sẽ được ứng dụng với Ngài, và Ngài sẽ được chấp nhận. Con hy vọng thế. À, con luôn luôn nghĩ rằng đây là sư phụ. Xin thị thực đến Nga.
có dễ cho mọi người không? Hôm qua bạn con cho biết rằng đôi khi không dễ lắm. Nhưng con chưa từng nghe bạn con nói việc đó khó khăn. Dĩ nhiên, bởi vì quý vị là người Nga. Dạ không, ý con nói người nước ngoài, từ Ý hoặc người Đức. Con nghe nói thì thật du lịch, nhưng người Hoa và người gì đó tôi không biết, chúng ta có rất nhiều quốc tịch. Tôi không thể đi đến từng quốc gia, quý vị biết điều đó. Tôi đã đến quốc gia của cô ít nhất một lần rồi. Nhiều quốc gia khác, thậm chí không có cơ hội nào. Tôi chưa đi. Cảm ơn sư phụ về điều đó. Nhưng tôi rất thích quốc gia cô. Tôi có ấn tượng rất tốt khi tôi ở đó. Người tiếp tân khách sạn nói với tôi, đi xe buýt rẻ hơn. Bây giờ còn tốt hơn nhiều. Tôi gọi xe taxi, tôi nhờ xin gọi xe taxi giùm tôi đi đến chỗ đó, và tới thành phố để xem trước nơi tôi sắp giảng này nọ. Chỉ để biết đôi chút về những vùng xung quanh. Cô ấy nói, dạ, không nên, đi xe buýt rẻ hơn, xe buýt đậu ngay trước khách sạn. Sau đó, khi bước lên xe buýt, tôi không trả đồng nào hết, tôi quên trả tiền. Tôi có bao giờ đi xe buýt đâu, cả mấy chục năm rồi. Và người tài xế xe buýt không hề hỏi tôi cái gì hết. Nên sau đó, tôi phải bù đắp cho tài xế taxi. Khi trở về bằng taxi, tôi phải tặng thêm tiền bo cho tài xế. Nhưng tôi rất thích quốc gia cô. Tôi có ấn tượng rất tốt khi tôi ở đó. Người tiếp tân khách sạn nói với tôi, đi xe buýt rẻ hơn. Bây giờ còn tốt hơn nhiều. Tôi gọi xe taxi, tôi nhờ xin gọi xe taxi giùm tôi đi đến chỗ đó, và tới thành phố để xem trước nơi tôi sắp giảng này nọ. Chỉ để biết đôi chút về những vùng xung quanh, cô ấy nói, dạ không nên, đi xe buýt rẻ hơn, xe buýt đậu ngay trước khách sạn. Sau đó, khi bước lên xe buýt, tôi không trả đồng nào hết. Tôi quên trả tiền, tôi có bao giờ đi xe buýt đâu, cả mấy chục năm rồi. Và người tài xế xe buýt không hề hỏi tôi cái gì hết. Nên sau đó tôi phải bù đắp lại cho tài xế taxi. Khi trở về bằng taxi, tôi phải tặng tài xế thêm tiền bo. Tiền vẫn ở Nga, không phải sao? Tiền là tiền cho tài xế taxi, tiền cho người khác đều giống nhau cả thôi. Dù sao, đây từng là quốc gia cộng sản. Vậy tôi trả tiền cho anh tài xế hay trả tiền cho họ cũng giống nhau thôi. Tôi thầm nghĩ thế. Rồi lúc đó không còn là quốc gia cộng sản nữa, nhưng nguyên tắc vẫn có thể áp dụng. Tôi cảm thấy, trời ơi, mình chưa trả tiền, nhưng xe buýt đã đi mất rồi. Tôi gọi dừng lại, nhưng nó vẫn cứ chạy. Người tài xế không nghĩ gì. Anh nghĩ mọi người ở Nga đều đã trả tiền rồi, hoặc cũng không biết nữa. Hoặc có lẽ ở Nga đi xe buýt được miễn phí, không biết nữa. Tôi không có thời gian để tìm hiểu. Chưa được vậy. Chưa ạ. Tôi là hành khách mắc mờ đến để mở mang con mắt cho người Nga. Tôi rất tiếc về việc đó. Nhưng tôi không cố tình làm vậy. Thật sự tôi không nghĩ ngợi gì. Tôi lên xe, đi ngang qua người tài xế, anh không nói gì cả. Anh không hỏi vé. Vì trong hệ thống này, khi mình đến, mình chỉ cần để... Chỉ để ngón tay à? Dạ không. Không phải ngón tay mà là để vé vô. Vé sao? Vé vào rồi. Tôi không để vé vô. Dạ. Tôi chỉ đi ngang qua người tài xế và đi thẳng tới phía sau. Mình phải đi ngang qua người tài xế để đi tới phía sau. Anh ta không hỏi tôi gì cả. Anh ta hiểu Thượng Đế đến. Có lẽ một số người có loại... vé thẻ, giống như mình có một vé và mình có thể đi xe buýt cả năm hay gì đó, vé năm. Có lẽ anh tài xế nghĩ tôi là một trong số người đó, tôi trông rất đáng tin cậy mà. Thậm chí tôi không giống người Nga hay gì hay ai hết. Và tôi không mặc y phục sang trọng hay gì cả. Khi đi ra ngoài một mình, tôi chỉ rất bình thường. Tôi chỉ mặc quần áo thường và đi bộ. Anh tài xế không hỏi tôi gì cả. Anh chỉ chào và rồi tôi đi thôi. Tôi có ấn tượng rất tốt về dân tộc cô. Không phải thế, chỉ là tôi không biết. Bây giờ tôi lớn tuổi rồi, không biết còn có thể đi khắp nơi hay không nữa. Với bản thân con, thật khó để tìm ra ngôn từ phù hợp. Nhưng con rất biết ơn rằng con được phép trở lại. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Không có chi. Và cảm ơn mẹ con. Tốt lắm. Khi con ra khỏi hội mình, con thành công được hai nghề.
kiếm được nhiều tiền. Con có một mối quan hệ, nhưng cuối cùng con hiểu ra và con nghỉ việc. Con cũng ngừng mối quan hệ bởi vì con cảm thấy không còn sinh lực và không có bùa hộ mệnh như con như đã chết. À, hiểu, nhưng bây giờ con có, con cảm thấy khá hơn. Con vẫn chưa có việc làm, nhưng vẫn chưa có việc làm ạ. Mối quan hệ của con và gia đình con tốt hơn nhiều. Đúng, vâng, và với bạn con cũng tốt. Bây giờ một lần nữa, con cảm thấy như lần đầu tiên được sống và cảm ơn Ngài rất nhiều. Ừ, ồ, thế thì tốt, thế thì tốt. Rất, rất tốt. À, ai ngồi phía trước, nói trước. Được, con đã hỏi Ngài câu này trước đây nhưng con vẫn chưa hiểu. Con không hiểu như thế này, cái phần tái sinh của mình đó là ngã chấp hay nhân cấp? Cái phần tái sinh của mình đó, nơi đâu linh hồn vẫn ở thiên đàng phải không ạ? À? Con nghĩ là con không hiểu. Còn tùy, linh hồn cũng có thể ở địa ngục. Dạ. Dạ, cho nên có ngã chấp, nhân cách điều khiển nơi mà linh hồn đi. Nó phạm lỗi lầm và linh hồn phải đi cùng kiểu như tù nhân. Hay là linh hồn tạo một số quyết định ở đó. Nếu linh hồn mạnh mẽ hơn, biết không? Nếu quý vị tiếp cận với đẳng cấp cao hơn của linh hồn, linh hồn ở những đẳng cấp khác nhau, nhưng nối kết liên tục với nhau, không phải linh hồn chỉ ở nơi nào đó cố định. Cho nên nếu đầu óc muốn, nó có thể tiếp cận linh hồn này, nhưng đầu óc luôn luôn xen vào, không để quý vị tiếp cận với tự tánh cao hơn của mình. Do đó, nếu quý vị tu pháp môn Quán Âm, và mặc dù nhân cách của quý vị hầu như vẫn giống như cũ, nhưng có lẽ ngã chấp của quý vị sẽ ít hơn, và đầu óc sẽ chịu khuất phục hơn. Và rồi linh hồn có thể kết nối cùng nhau từ những đẳng cấp khác nhau. Không phải như Đức Quảng từ đẳng cấp thứ 5, và rồi Đức và đẳng cấp thứ 4, rồi Đức mà không có kết nối. Không đúng, mà là kết nối toàn bộ linh hồn mình. À, hiểu chứ? Vậy lỡ ngã chấp làm gì đó thật sự xấu thì linh hồn phải đọa địa ngục à? Đúng rồi. Vậy linh hồn chỉ bị mắc kẹt bởi những lựa chọn của ngã chấp à? Linh hồn phải kết nối với thân thể, do đó nó phải chịu đựng những hậu quả. Đó có nghĩa là chủ nhà không kiểm soát được người trong nhà thì phải chịu hậu quả. Hiểu không? À. Vậy có bao giờ sẽ có một lúc mà ngã chấp nói mình sẽ bắt đầu tu hành? Ngã chấp sẽ không bao giờ làm vậy. Nó sẽ không à? Mình chỉ phải tu hành nhiều thêm và rồi học hỏi từ kinh nghiệm, hoặc hoàn toàn từ ý lực, hoặc lực lượng tâm linh để khuất phục ngã chấp. Sau đó các tế bào sẽ biến mất. Tế bào vật chất hay tế bào ngã chấp sẽ không còn chỗ để hiện hữu trong đời mình nữa. Rồi linh hồn sẽ điều khiển nhiều hơn và tạo nên những quyết định hay hơn, rồi hay hơn nữa và mãi mãi tốt hơn. Thế đối với người bình thường, không phải đồng tu, linh hồn họ có tạo ảnh hưởng gì không ạ? À? Hay linh hồn họ chỉ bị mắc kẹt bởi những ngã chấp mà họ làm? Không phải, linh hồn luôn cố gắng để tạo ảnh hưởng. Chỉ là ngã chấp, đầu óc quen nghe lời ngã chấp và thói quen. Và đôi khi linh hồn phải ra khỏi thân thể để nghỉ ngơi, tránh việc phấn đấu này. Đó là tại sao quý vị ngủ vì mệt mỏi. Nếu quý vị tu thiền thì luôn luôn tốt hơn. Ngã chấp không phải lúc nào cũng đỡ hơn nhờ tu hành không thôi, mà đôi khi nó phải bị cắt bớt bởi thảm họa thế gian, bất hạnh và phiền lụy cá nhân, và bởi người khác nữa, hoặc bởi một số sự kiện không mấy dễ chịu, rồi mình trở nên khiêm tốn hơn. Đó nghĩa là ngã chấp càng ngày càng ít hơn. Vì vậy, hãy mở rộng vòng tay chào đón phiền lụy và tai họa. Đây là những con dao sắc bén để cắt bỏ nhiều rác rến của mình. Đây là quà cho cô. Cô mở ra ở chỗ của cô và trong phòng của cô. Đừng mở ra bây giờ. Xin lỗi là tôi phải đưa cho cô trước mặt mọi người, bởi vì tôi sẽ không, có lẽ không có cơ hội khác. Khi đi ra ngoài thì mọi người vây quanh tôi, rồi tôi sẽ không thấy cô nữa. Và không biết cô ở chỗ nào, thậm chí tôi không biết tên của cô. Thật khó mà tìm được cô giữa biển người. Okay.
Chúc may mắn, sớm có công việc mới. Hãy tìm việc, đây là dành cho lúc chờ đợi. Cảm ơn sư phụ, không có chi. Tôi không phải lúc nào cũng có, chỉ đến lúc tôi có, vì vậy cô chỉ may mắn thôi. Quá nhiều á. À, cô chưa biết bao nhiêu mà. Con may mắn, cảm ơn ngài. Ồ, quá nhiều may mắn. À, không sao, cỡ trung bình không quá nhiều đâu. Con may mắn là con được phép đến đây, được gia trì. Sao lại không? Cô luôn được hoan nghênh, cô là người chọn bỏ đi. Chứ chúng tôi đâu có đuổi cô đi. Tốt, người kế còn ai khác không? À, cô Nam Phi, cô ấy luôn luôn có điều để nói. Bây giờ có bao nhiêu bạn trai rồi? Tôi thích trêu cô ấy dễ thương. À, giờ là gì đây? Thưa sư phụ, mọi thứ ổn chứ? Dạ, bây giờ mọi thứ đều ổn. Thưa sư phụ, cảm ơn ngài. Mẹ cô khỏe không? Dạ, mẹ con rất khỏe. Khi con từ giã ngài sau kỳ bế quan lần trước, em trai con mở nhà hàng chai thuần chai với một đối tác. Ồ, vậy tốt. Đó là một phước lành. Cảm ơn sư phụ. Được. Dạ, công việc kinh doanh cũng rất tốt. Cảm ơn sư phụ. Vậy bây giờ sao? Và con có bạn trai. Gì? Cái gì? Con có bạn trai. Tôi tin chắc cô sẽ không ở một mình lâu đâu. Nhưng đó không phải lý do con yêu cầu máy ghi âm. Vậy câu hỏi của cô là gì? Con hiếu kỳ về lần vừa rồi. Ngài nói cho chúng con biết về tỷ lệ người thuần chay trên địa cầu. Ngài nói với chúng con lần trước. Tỷ lệ người ăn thuần chay, à cũng thế hả? Bây giờ con thắc mắc không biết nó có tăng lên và không biết ngài có tiện nói với chúng con không? À có, tăng rất nhiều. Rất nhiều, chỉ cần nhìn xung quanh cô. Dạ, nhìn trên mạng internet. Nhưng ngài có thể cho chúng con biết số chính xác được không ạ? Không. Tôi chán nói về mấy con số rồi. Mỗi ngày đọc truyện Phật đã có rất nhiều con số rồi. Ngài không cần cho chúng con biết bây giờ thưa sư phụ, nhưng có lẽ lúc nào đó. Được, có thể thôi. Tôi phải tọa thiền để tìm con số. Đây là mấy thứ vật chất. Chúng ta có bằng chứng mỗi ngày xung quanh mình là càng ngày càng nhiều người thuần chay. Đúng, luôn luôn ngày càng nhiều dù sao. Đây là rất nhìn xung quanh và cô sẽ thấy. Cô có thể chỉ, cô không biết, tìm trên internet không được à? Đây là mấy thứ vật chất, chỉ là tôi không luôn luôn thích ngồi để tìm mấy thứ này. Dạ, thưa sư phụ. Vì nếu điều đó đã tốt rồi thì cứ để yên đi. Tôi chỉ tìm kiếm nếu điều gì đó cần thiết để cứu trợ con người hay sửa chữa gì đó trên địa cầu. Nhưng quá nhiều thứ, trời ơi. Tôi chỉ có một mình. Con xin lỗi, sư phụ. Cô còn có bạn trai để giúp cô. Tôi không có ai cả. Tôi chỉ có chó. Sống một mình là tốt, nên không ai có thể bỏ mình. Sống một mình thì đâu ai có thể bỏ mình, phải không? Ý tôi nói không ai bỏ mình đi mất. Bởi vì mình độc thân mà. Nếu mình sống với bạn trai, bạn gái, thì một ngày có thể nói, bạn gái tôi bỏ đi rồi, hay bạn trai tôi bỏ đi rồi. Nếu sống một mình, điều này không bao giờ xảy ra. Rất may mắn. Sẽ không bao giờ phải nói, ồ, bạn trai của tôi vừa bỏ tôi. À, hu hu hu, hay bạn gái tôi đã đi rồi. Đó là điểm tốt khi sống một mình. Mình không phải luôn lo lắng về tóc buổi sáng trông có đẹp không? Và mình có cần thay quần áo chưa? À, tôi nói rồi, khi sống trên núi, tôi không thay quần áo thường xuyên. Cứ 3-4 tháng tôi mới tắm một lần. Nhưng tôi không có mùi. Có lẽ tôi không để ý. Đó là điểm tốt khi sống một mình. Mình không nghĩ nhiều về ngoại hình nữa. Tôi đã bị ngã từng mấy bậc thang và tôi có, nói thế nào nhỉ? Gọi là gì nhỉ? Sẹo khắp người. Mà bình thường hồi xưa tôi sẽ lo lắng chữa lành vết sẹo như thế nào, trông có xấu hay gì đó không, hoặc tôi sẽ cầu nguyện với thần nào đó để chữa nó cho tôi. Bây giờ thì tôi không màng nữa. Dĩ nhiên khi gặp quý vị thì tôi tìm cách để che nó lại, nhưng thật sự không quan tâm chữa cho nó. Thành ra tôi không thoa thuốc phù hợp hay gì đó để chữa lành vết sẹo, để làm nó mờ dần biến mất. Tôi thật sự thấy mình không bận tâm.
Nhưng nếu tôi ngồi thiền và dính vào cái đệm, thì tôi biết đã đến lúc thay quần áo. Nếu cái đệm dính vào bàn tọa, thì tôi biết, chào ôi, đã đến lúc đi tắm rồi, hoặc thay quần áo. Thành ra tôi không mang vớ hay gì hết, vì ít đồ hơn để giặt, ít đồ hơn để dính vào, thấy không? Nếu tôi mang vớ, thì không chỉ bàn tọa dính vào đệm, mà cả vớ cũng dính trên mặt đất, thì tôi sẽ không thể thức dậy, không thể đứng lên. Tôi chỉ đùa thôi, không sao. Tôi chỉ như giữ vệ sinh tối thiểu. Bảo quý vị rồi, tôi là người trong động. Nhưng tôi rất vui ở đó. Tôi cũng mừng gặp quý vị. Nhưng tôi không thể nói rằng tôi thật sự muốn gặp ai hoặc đi bất cứ đâu. Tôi chỉ đến đây vì đến lúc phải đi. Vì quý vị có lẽ đã khát khao và thành tâm muốn gặp tôi nên tôi cảm nhận điều đó. Vì vậy tôi đến. Cảm ơn sư phụ. Không có chi. Nhưng mọi thứ đều có tốt và không tốt. Tôi trở lại gặp quý vị rất mừng. Nhưng sau đó tôi trở lại thói quen mặc y phục đẹp. Vì tôi không có quần áo nào khác. Ngoài những bộ y phục đẹp, thì sự lựa chọn khác là không mặc quần áo. Nói quý vị nghe là ở trong địa vị này đôi khi thật sự kỳ lạ. Tôi yêu cầu họ đem cho tôi một số quần áo thoải mái, nghĩa là giống như của quý vị, để tôi có thể chạy quanh trong nhà, mặc nó đi ngủ và cũng mặc nó đi ra ngoài. Những bộ đồ thoải mái này bên ngoài trông có lẽ như quần jean hay gì đó, và một số áo sơ mi dài và áo thun bên trong. Nhưng họ gửi cho tôi tương tự. Tôi có rất nhiều đồ như vậy rồi, họ cũng gửi giống thế, và họ gọi đó là quần áo thoải mái. Nên ta nói với thị giả, Nico vừa lên tới, ta nói họ chỉ muốn tôi làm việc, đây là đâu phải muốn tôi thư giãn. Nếu không, làm sao tôi có thể ngủ trong kiểu y phục như thế này, biết không? Như vậy nha, một số bộ thậm chí còn tệ hơn, nhiều lấp lánh hơn. Nói quý vị hay. Cả tủ quần áo không thể tìm ra một, hai bộ để mặc đi ngủ. Tối đa, tốt nhất tôi có thể tìm được là loại này. Và áo thun mặc trong. Nên chuyện là thế đó. Tôi lười thay đồ nên mặc nó như váy lót. Vậy quý vị biết là tôi đứng đắn. Sư phụ trông đẹp. Cảm ơn quý vị. Sư phụ trông đẹp ạ. Cảm ơn quý vị rất. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Sư phụ trông thật thoải mái và đẹp. Ngài hãy cứ thoải mái. Cảm ơn quý vị. Nhưng ý tôi là tôi chỉ muốn vài bộ bình dân để mặc trong nhà gỗ của tôi. Chỉ có chó của tôi thấy, không ai khác. Tôi không cần phải mặc rất nhiều thứ này hay thứ kia. Vì tôi vừa nói, thí dụ, có nhớ lần trước tôi nói, mặc đồ vải và tít rất thoải mái, và bây giờ cả tủ quần áo đều là đồ vải và tít. Và tôi nói loại này thoải mái hơn bởi vì mình chỉ việc buộc hai sợi dây lại là xong. Đây, một dây buộc như vậy và một dây kia. Và tôi thích nó bởi vì tiết kiệm thời gian và mềm mại. Và tôi chỉ nói thế có một lần và rồi bây giờ cả tủ quần áo đầy những đồ này. Vừa ở tầng dưới, tôi mặc y phục tương tự nhưng màu khác. Bây giờ tôi mặc bộ này, màu khác, cùng một kiểu. Nói quý vị biết vậy đó. Rồi tôi nói kiểu quần áo khác, trông giống vải von. Nhưng tôi nghĩ là vải nhân tạo và rất nhẹ. Và mình chỉ kéo nó xuống. Và thế là mặc xong rồi cũng vậy, cả tủ đầy đồ này. Giờ thì tôi chỉ có hai loại quần áo đó thôi. Hai loại mà tôi nói là thoải mái, nhưng đồ đó không đi ngủ được hoặc không mặc trong nhà được. Quý vị hiểu chứ? Để mặc trong nhà gỗ của tôi. Nó là quần áo làm việc. Nó là quần áo làm việc. Nó trông như vậy, nhưng khi nhìn thấy tôi nói không, không được, đem đi đi, đem chúng đi.
hai túi đầy ắp. Họ lấy chúng từng cái một, tôi không thể chọn cái nào. Vậy nên tôi nói với họ, đây là những bộ quần áo mà họ muốn tôi mặc để làm việc. Họ chỉ muốn tôi làm việc thôi và họ không nghĩ rằng đôi lúc tôi cũng cần nghỉ ngơi chứ. Ôi trời ơi, kể quý vị rồi. Rồi nếu tôi bảo chuối hôm nay ngon quá, thì ngày hôm sau chuối ở khắp nơi. Bữa trưa, bữa sáng, bữa tối. Vậy nếu quý vị không thích y phục của tôi, như là trông quá sang trọng hoặc trông quá trịnh trọng, thì tôi sẽ không mặc gì cả, để chứng minh với quý vị rằng tôi thật sự không có lựa chọn. Thôi được rồi. Còn câu hỏi nào nữa không? À, đây. Kính chào sư phụ. Chào các sư huynh sư tỷ, con chỉ muốn nói với sư phụ, chúng con thương Ngài biết bao. Con cảm nhận được tình thương từ tất cả đồng tu ở đây. Đúng vậy. Và con muốn nói với Ngài rằng chúng con thương Ngài, sư phụ. Tất cả chúng con thương Ngài. Cảm ơn cô. Đến đây. Thương sư phụ, chúng con thương Ngài. Tôi cũng thương cô. Cô thật dễ thương, nhìn là muốn ôm. Cô ấy nhìn là muốn ôm ha. Thưa sư phụ, con muốn tất cả sư huynh sư tỷ mà không thể đến từ trung tâm sót ra. Họ gửi tình thương của họ. Sót ra hả? Đến Ngài từ trung tâm sót ra hả? Con có nói với họ con sẽ mang tình thương của họ đến Ngài. Được. Ý cô nói trung tâm sót ra ở Mỹ. Dạ, hiểu rồi. Con đến từ trung tâm sót ra. Hôm qua tôi tặng quý vị một số quà. Cô biết phải không? Không à? Dạ, không, con mới đến hôm nay, sư phụ. Cô gái người Hoa gầy gầy đó. Ở Lovenhut đó. Dạ. Cô ấy nói quý vị vừa mới mua một trung tâm mới. Dạ, chúng con đã mua và nó rất đẹp. À, tôi biết. Và họ phải, mỗi tháng họ phải trả rất nhiều tiền. Do đó, tôi đóng góp chút đỉnh. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Con trân trọng điều đó. Con xin chúc mừng quý vị. Cảm ơn sư phụ. Đó là món quà mừng tăng gia cho quý vị. Tất cả đều là nhờ Ngài sư phụ. Nhờ Ngài chúng con chỉ ráng phục vụ, vậy tốt. Và luôn luôn nhờ Ngài sư phụ. Và con cũng xin nói với Ngài, xin đa tạ tình thương của Ngài. Tình thương Ngài làm xúc động tất cả. Tình thương Ngài cải biến mọi điều. Đó là bởi vì cô dễ thương. Trong đời con, mọi thứ đều cải biến tốt hơn. Mẹ con đã từng gay gắt, rất căm ghét và rất khó chịu. Nghiêm khắc, à, và bà đến sống với chúng con, với con và gia đình con. Và chồng con cứ hỏi con, Kathy, chuyện gì xảy ra cho má vậy em? Má thật dễ thương, má quá dễ thương. Con bảo chồng con, đó là tình thương của sư phụ. Và anh ấy biết, khi con đến đây, anh ấy nói hãy thưa với sư phụ, Hola Aguapa, nghĩa là kính chào ngài đẹp. Và con cũng xin thưa với ngài như thế. Hola Aguapa. Ồ, dạ, và tình thương của ngài. Con nói tiếng Tây Ban Nha còn kém hơn tôi nữa. Dạ không, thưa sư phụ. Con nói tiếng Tây Ban Nha rất khá, vậy ha. Nhưng con chỉ như, vậy sao cô nói Hola Aguapa? Dạ, nhưng sư phụ, con chỉ muốn thưa với ngài rằng tất cả giáo lý của Ngài đang cải biến chúng con và cải biến tốt hơn. Và tình thương của Ngài làm xúc động chúng con. Và xin Ngài cứ tiếp tục, xin Ngài tiếp tục. Và xin Ngài biết rằng chúng con thương Ngài và chúng con cảm tạ từng giây từng phút về những gì Ngài làm. Cảm ơn cô, tốt tốt. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Cảm ơn sư phụ về buổi họp mặt này. Cảm ơn sư phụ cho phép con tới. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài. Đây là cho mẹ cô và chồng cô. Cô có mấy người con? Hai hả? Được rồi. Chỉ tượng trưng thôi. Đây. Tôi thương cô. Cảm ơn cưng. Không sao, giữ nó đi, nhỡ khi cái này là cho cô, cho người giúp hơn. Quý vị lấy sao nhé? Có thể mang lên cho tôi để làm hú la hấp một chút. Mang nó lên cho tôi, hoặc tôi sẽ làm sao, nhưng phòng khi lát nữa tôi quên.
Ừ, thương, thương, thương. Yeah, one more. Đây, một giỏ nữa. Yeah, I'm so touched Tôi rất cảm to know động someone like khi biết một người như cô. Ngài là tình thương. Thank you. Everybody will Cảm have it, ơn. of course. Đương Not nhiên one mọi each, người sẽ có okay? nó, mỗi người Just một a cái, special ok, chỉ là case, trường hợp đặc yeah? biệt. I would Tôi love muốn to tặng mỗi give người, quý each of vị, you những túi big, lớn, big, bự, infinite khổng lồ bags of hay gì whatever, so đó you can bring để home, quý vị có thể see? mang về And eat nhà slowly và or ăn từ share từ with hoặc chia sẻ your với bạn friends bè, and quý all vị này that. But nọ. the Nhưng khả năng vật physical chất ở đây capability here is limited, you có know giới that. hạn, Anywhere quý is vị biết limited. mà, nơi nào cũng có Mostly giới only a hạn, couple hầu people hết work here, you chỉ có know. vài người làm Yeah, việc ở đây thôi. it's Ờ, anh ấy là người a Campuchia, Cambodian, Vietnamese, người French, Âu Lạc and Việt Nam, người Pháp German, và công dân Đức. isn't Yeah, very Ờ, diligent, you know. rất siêng năng. He's a Anh ấy small nhỏ guy, người, little chubby, you know. hơi mập. Ờ. Yes, he's very kind, working very Nhưng anh rất diligently. tử tế, làm việc rất And siêng maybe năng. one more Và có person lẽ to một help người himself. nữa để Well, nấu ăn. it's Thế not thôi, much. không nhiều, không nhiều. Not much. Especially when I'm Nhất not là here, khi it's been tôi không ở less. đây thì thậm chí còn Yeah, ít hơn. but now I'm here, Bây you might giờ tôi ở think I have đây, a lot quý of vị nghĩ help tôi có staff, rất but it's nhiều nhân not like viên. that. Không phải như thế. Even if I have Cho one dù tôi person, có một it's người, like only half a cũng person. chỉ giống như I nửa don't know, người. I'm here Tôi and không biết everybody tôi ở like gone đây berserk. thì mọi người giống như mất trí This vậy. guy Như yesterday, anh he stand chàng ngày next to hôm me, he qua doesn't know đứng how cạnh to tôi, open the không biết mở tap vòi nước water. làm sao. Imagine that, Tưởng huh? tượng được không? Huh? Xin Chúa ban phước cho I anh. don't Cái gì? know. Xin Chúa ban I phước, just tôi said, không biết. I Anh don't ta know how chỉ to đứng open đó, con không biết cách mở nước. the tap Vòi water. nước. My God, the water tap. Trời ơi, Anybody, vòi even nước, bất kid cứ 2 ai, years old những know ngay how cả to đứa trẻ open. 2 He tuổi just cũng biết standing cách there. mở. I don't know Thế how mà anh ta chỉ to. đứng đó, con không biết cách mở. Yeah. You know, Họ mất go trí berserk. rồi. Yeah. Đó là tình thương. I don't Tôi không dare, dám, yeah, có I don't lẽ dare thậm to chí tôi open, không dám I don't tự dare to đặt order thức loving ăn hot Lovin soup Hot. myself even, because Vì I put họ a sẽ bunch bỏ of một salt mớ in, muối you vào know, đó. maybe the Có whole, lẽ bỏ a cả lọ lot of muối salt in it, vào thức ăn from vì phấn sheer khích excitement or hay whatever, gì you know. đó. Oh, master, Ồ, sư wondrous phụ muốn food. món này. Yeah. Oh, master, Ồ, I sư make phụ, it con for sẽ you, nấu cho just ngài, chỉ special đặc for biệt cho you. ngài. And then keep Và putting rồi cứ salt. cho Very muối special. vào, rất đặc biệt. Yeah? Too much. Quá nhiều Yeah. đặc biệt. So today I Vậy nên told hôm them, nay tôi don't bảo cook họ đừng anymore. nấu nữa. Two times a day Hai for lần một me, ngày cho just tôi one nhiều time, quá, you chỉ know. cần nấu một lần So là the đủ. salt in their Thức ăn food, họ nấu rất I mặn, had to tôi phải put a cho lot thêm more rất nhiều water nước and then vào. just be Và rồi quite thức ăn trở thành unsweet. rất nhiều. So diluted, you know. Pha loãng ra như vậy. They one piece of tofu like Một miếng this is tàu very như thế salty. I này can rất eat the whole mặn, bowl of tôi có rice thể and ăn we với no cả need to bát cook cơm rồi, anymore. không cần nấu nữa. Don't know. Không People biết, say when người you're ta in nói luck, khi you cook yêu very mình nấu salty, rất mặn phải right? không? Tôi có thể làm gì đây? What can I do? Yeah. Actually, also Thật lunch is ra, too ăn much, you know. trưa cũng là I quá nhiều invite rồi. three Tôi đã more mời people thêm ba already. người And nữa still, the lunch và is still vẫn have bữa trưa left vẫn còn over thức there. ăn dư ở đó. Including me, Kể it's cả four tôi đó là persons. bốn người. Một One bữa trưa, lunch. dù Every sao day I mỗi ngày invite tôi anyway, vẫn you know, mời họ, even thậm chí ít just phần less ăn hơn, portion. tôi cũng I always luôn share it, you chia know, với mấy thị to giả my của tôi. assistant, whoever Bất come. cứ ai đến, Whoever hoặc bring mời something, ai mà noodles mang or gì some đến, như thông stuff, tin hay gì yeah. khác. And still a lot Vậy mà vẫn already, còn so rất nhiều, one cho meal nên một is bữa enough là for đủ me, cho tôi if rồi. nobody have told the kitchen, Nếu chưa ai bảo please, bàn nhà bếp cook thì me xin one nấu cho meal tôi chỉ only, một bữa only thôi. enough, Thế là okay, đủ yeah? rồi. One meal Một already, bữa four ăn people eat, mà and bốn also người my ăn dog. cùng với chó của tôi nữa. Yeah, Tôi I luôn chia always cho give chú ăn gì something. đó If nếu it's không not quá too mặn. salty, you know, Hay or I tôi phải have pha to thêm nước nóng dilute trước. it in hot water first, né? And then, Vì because chú you're luôn always luôn nhìn, looking, what ngài are đang you ăn gì vậy? eating? You know, Sao why I con chưa haven't có? eaten? So I always Nên share tôi some luôn with him. chia một chút He cho has his chú. own food, though. Dù có thức Yeah. ăn riêng, Human thức food, ăn the cho way we người, eat, cách is mình not ăn too không lành healthy mạnh for cho dog. chó lắm. So they Vì cook vậy, specially. nếu nấu đặc biệt And cho they have chó, also và dog họ food, cũng có thức dry ăn food thường chay and cho chó, wet thức food. ăn khô và thức And ăn also, ướp. if they don't eat, we Và nếu cook mấy chú with chó không special. ăn thì họ nấu My thức ăn đặc big biệt. dog, for example, Chú he chó likes lớn của noodle. tôi, ví dụ chú thích mì, Yeah. mì Ý, Italian mì noodles. Ý, hay mì You ống know, the này, spaghetti stuff. French fry. hoặc khoai tây All these chiên, forbidden tất cả food. những món kiêng kỵ. Yeah. And happy like Và ice Happy cream. thích kem lạnh thuần chai And và sữa yogurt. chua thuần chai. Yeah. Benny like Benny French bread. thích bánh mì Pháp They're all thuần chai. nationalities Có though. tất He's an cả các quốc tịch Italian ở boy. đó. Chó Ý, chó Pháp. Italian, French, Chó and Ý, chó Pháp. Happy is Và German. Happy là chó Đức. She drinks beer, you Cô nàng know. uống bia không cồn.
Cô nàng có thể uống liên tục cả lon. Ý tôi nói nếu uống bia không còn, mình cần phải dừng lại bởi vì có ga. Cứ như bị nghẹn ở đây, nhưng cô nàng không bao giờ ngừng. Cô nàng cứ... Nếu tôi đưa cô nàng nửa lon hoặc một lon, cô nàng uống, 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 uống. Cô nàng uống không ngừng. Tôi nói ngừng lại để thở chứ. Thở trước cái đã. Nhưng cô nàng không quan tâm. Cô nàng có thể ăn uống và thở cùng một lúc, không phiền hà cô nàng gì cả. Nhưng nếu tôi uống nước có ga như vậy, tôi cần phải ngừng một lát. Giống như mình uống vài ngụm rồi ngừng lại. Vì quá nhiều ga mình không thể tiếp tục. Nhưng cô nàng có thể. Vậy đó là nàng chó Đức. Và chú chó lớn là chó Ý. Benny là chó Pháp. Chú thích bánh mì baguette thuần chay của Pháp. Chú thích lắm. Nếu tôi cho chú, nếu tôi cho, đương nhiên tôi không thể cho quá nhiều. Chỉ ăn bánh mì Pháp thôi thì không bổ dưỡng cho chó. Đây là bánh mì baguette của Pháp. Còn nếu tôi đưa cho chú một ổ, hai ổ thì chú sẽ ăn hết. Và rồi bị bệnh. Nên tôi sẽ không cho nhiều. Chỉ chút chút, chỉ thỉnh thoảng ăn vặt. Và thay vào đó tôi tìm cách cho chú thêm nhiều bánh mì mềm nguyên cám này. Nhưng bánh mì chú ưa thích nhất là bánh mì baguette của Pháp. Bất cứ lúc nào, bữa sáng, bữa trưa hoặc bữa tối, sau bữa ăn, trước bữa ăn, giữa bữa, lúc nào ăn cũng được. Chú không bao giờ từ chối bánh mì. Và Harley, bây giờ chỉ còn ba chú chó cũ thôi. Harley, cái gì chú cũng ăn. Miễn là tôi đưa cho chú ăn bằng tay mình và bẻ ra nho nhỏ, như kiểu chú thích làm nũng. Nếu tôi không bẻ ra thì chú không ăn. Nếu tôi không xoa đầu chú và nói cưng là con ngoan, ta sẽ luôn luôn thương con, ta thích con nhất, con ngoan nhất, thì chú sẽ không ăn. Chú cứ nhìn tôi, chú muốn ăn món khai vị trước. Tất cả họ có điểm dễ thương riêng. Được rồi, chúng ta không nói về chó nữa. Sao tôi lại nói về chó nhỉ? Tôi không hiểu. Không cần xuất gia hay gì hết. Như tôi đã nói rồi, nếu là người tại gia, nhưng quý vị học tốt những gì tôi dạy, và rồi quý vị có thể truyền lại cho người khác, thì như vậy cũng giống như người xuất gia rồi. Người xuất gia thì họ cam kết hơn. Họ ở quanh đây để có thể giúp tôi làm một số việc trong nhà, hay có lẽ chăm sóc chó hoặc lái xe giúp tôi. Bằng không, không khác biệt gì lắm. Đó là từ đây, từ trong tâm. Anh có thể nói ngắn gọn không? Như là điểm chính thôi. Thôi, không sao. Cứ hỏi những gì anh muốn. Dạ, con có thể nói ngắn gọn. Con sẽ nói những gì sư tỷ nói. À, cảm ơn Ngài rất nhiều về tình thương của Ngài. Và cảm ơn Ngài về dịp họp mặt đặc biệt ở đây mà chúng con được ban cho. Và một điều khác là bởi vì trong 5 năm qua, mỗi lần Ngài có buổi họp mặt nào, luôn luôn có gì đó xảy ra cho con, khiến con không thể tới được. À, và lần này tự nhiên con tới được. Nên con cảm ơn Ngài rất nhiều. Không đâu, chỉ là để cầu trở nên tốt hơn. Không phải để cầu tốt hơn gì đó về mặt vật chất, mà chỉ về mặt tâm linh bây giờ có nhiều nỗ lực hơn, nhiều giá trị hơn. Vì vậy, mọi thứ dễ dàng hơn cho nhiều người. Không phải chỉ riêng anh thôi. Có một anh chàng người Âu Lạc Việt Nam hôm nọ, gần như khóc, anh ta nói với tôi suốt 22 năm qua con không được gặp Ngài. Tôi nói tại sao không, và hôm nay anh chỉ đi thôi là tới. 22 năm trời. Anh gặp tôi 22 năm về trước và kể từ đó không thể. Ôi chào, hiểu không? Bây giờ anh ấy ở đây. Vậy tốt mà. Câu hỏi là, bởi vì Ngài đọc những lời tiên tri của vị Minh Sư trong 2 năm trước. Minh Sư Peter Dino. Con không nhớ tên. Trong 2 năm qua, ít nhiều con đã làm những gì Ngài làm. Cảm ơn vũ trụ về mọi việc xảy ra, dù tốt hay xấu. Dạ, rất tốt ạ. Chỉ cảm ơn điều tốt, đừng cảm ơn những điều xấu. Dạ, những điều xấu, như Ngài nói với sư tỷ Debra ở đó. Điều xấu đã giúp con đi thẳng trên con đường đạo, phải. Nên thành ra con cảm ơn chú. Các thiên đế khảo anh đó, đúng ạ, nhiều lần. Và ít nhiều, con đã từng hoang mang như con đã từng hoang mang vào lần đầu tiên con gặp Ngài. Lúc đó con không biết sự khác biệt giữa Chúa Giêsu và Thượng Đế. Và con tranh luận như là, nào, con nên gọi Ngài là gì đây? Bây giờ con cứ nói, cảm ơn Ngài về lực lượng minh sư. Cảm ơn Ngài về lực lượng vũ trụ. Lực lượng vũ trụ và lực lượng Thượng Đế. Bây giờ Ngài nói lực lượng OU đúng không ạ? Đúng. Dạ, bây giờ con cảm ơn như thế. Trong 2 năm qua. Nhưng bây giờ con lại hoang mang. Con nên dùng từ nào để làm gì?
để cảm ơn. Nếu con nói cảm tạ Thượng Đế, con có nên nói cảm ơn Ngài cho mọi điều? À, thì cứ cảm ơn Ngài cho mọi điều, cảm ơn Ngài cho mọi điều, cảm ơn tất cả các Ngài đã giúp. Và cuối cùng con cũng làm tương tự. Cảm ơn Ngài về mọi thứ bởi vì con không biết trực tiếp cảm ơn ai. Chỉ cảm tạ Thượng Đế thôi. Dạ vâng, cảm ơn Ngài. Vì Thượng Đế cũng ở cùng với vũ trụ nguyên thủy, hoặc anh cảm ơn vũ trụ nguyên thủy, các hội đồng. Dạ, các Ngài là những vị làm việc cần mẫn hơn. Con không quen nói hội đồng. Các hội đồng, con không quen nói vậy. Con cần hiểu hội đồng. Ok, không, anh không cần hiểu. Dạ, cảm ơn Ngài. Tôi cảm ơn họ đủ rồi, mỗi ngày và rất nhiều lần. Và rồi họ biết rằng tôi cảm ơn họ vì quý vị, cho quý vị và cho mọi người. Vì ta nói, cảm ơn các Ngài cho mọi chúng sinh, cho sự giác ngộ, bình an và tình thương của tất cả chúng sinh. Đó là nhiều lắm rồi, nó bao gồm rất nhiều thứ. Chỉ cần thế thôi, phải không? Khai ngộ, bình an và tình thương, và mọi thứ khác sẽ đến. Quý vị cảm ơn hoặc không cảm ơn không quan trọng, tôi cảm ơn họ mỗi ngày. Dạ, con làm tương tự. Tôi là đại diện, không phải sao? Đôi khi con không cần nói lời cảm ơn. À, quý vị nên cảm ơn, nhưng con cảm thấy thích nói gì đó. Ồ, được, vậy nên con thậm chí, à, quý vị có thể nói cảm ơn bất cứ ai quý vị thích. Vì con sống ngoài thành phố, ở nông thôn, phần lớn thời gian không có ai xung quanh. Và thật buồn cười, con hét lớn. Anh hét lớn. Con hét lớn, cảm ơn sư phụ, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Vì con biết không có ai xung quanh. Vì vậy con cảm thấy dễ chịu. Tốt, tốt, dạ, dạ. Chỉ cần chắc chắn không ai thấy anh, họ sẽ tưởng anh có vấn đề gì. Chỉ vậy thôi. À, dạ, không có nhiều người ở đó lắm. Vậy được, thế thì tốt, không quan trọng. Nếu họ hỏi thì anh nói tôi cảm tạ Thượng Đế vì được sống. Trả lời đại khái vậy, hoặc cảm tạ Thượng Đế ban cho một ngày vui. Họ hiểu chứ. Khi bên trong cảm thấy vui sướng, chúng ta không biết làm gì ngoài việc thốt lên thật lớn. Giống như khi buồn phiền, mình cũng khóc lớn tiếng. Đa số mọi người vui hoặc khi buồn họ khóc lớn, nhưng họ lại quên cảm ơn lớn tiếng khi họ vui. Nhưng anh không cần phải hét lớn, ý tôi là cảm ơn bên trong là được rồi. Nhưng anh cũng có thể hét lớn nếu muốn, tại sao không? Đây là thế giới tự do mà, lẽ ra là vậy. Dạ, còn gì khác nữa không? Vâng, Ngài nói Ngài muốn con kể một phần câu chuyện. Có một câu chuyện chỉ khoảng 2 năm thôi. Được rồi, 2 năm, tốt. Điều quan trọng đã xảy ra trong 2 năm là giống như chuyện của Đức Phật khi Ngài bị đặt trong khi Ngài đào cái hố và có than trong đó, lửa, hố lửa. Cho nên đó là khi con nói với Ngài, con nói tôi nghe, nói đi. Vâng, khoảng hơn 2 năm trước có chuyện xảy ra trong gia đình con mà con phải đi xuống cái hố để trong thời tiết lạnh, trong cái hố nơi có lửa. Đó là hố gì vậy? Hố lửa à? Dạ không, có một biến cố xảy ra với một người trong gia đình con, vì vậy con phải can dự vào, mà có vẻ giống như con nhảy vào lửa, hiểu, và con nhắm mắt nhảy vào. Nói cách khác, con nhảy vào để giúp. Dạ, và trong vòng 6 tháng, con đã có thể thấy kết quả rồi. Chuyện không tệ lắm, chuyện trở nên tốt hơn, nhưng cũng cần hợp lực với người khác nữa. Phải, nhưng con không thể nói chuyện với họ được. À, vậy nên vũ khí của con là thiền định. Và do đó kết cục ổn thỏa. Nhưng họ làm như là quạt của tôi đâu. Lẽ ra anh ta phải bị đi tù, thế sao? Nhưng anh ta không bị đi tù. Ok, và sau 1 năm anh được tự do. Nghĩa là anh ta không bị ghi chú trong lý lịch. Ồ, lần nữa vũ khí của con là tôi quên trả cho quý vị. Ồ, cảm ơn sư phụ. Tôi đang nghe. Dạ, sau đó một vấn đề khác. Cái này của quý vị xuất hiện cùng với mấy người đó. Ồ, đó là màu đẹp giống nhau. Lần nữa con phải đi, nhảy vào để làm gì đó, nhưng làm sao anh biết? Con không thể giúp trực tiếp.
Nên con làm gì mà con biết rõ nhất? Ồ, thật nặng. Và sau đó cả hai bên đều nghe con mà con không cần thật sự hỏi câu hỏi nào. Nghĩa là họ lắng nghe con để làm gì tốt nhất mà họ có thể phải. Vâng, khi thấy điều đó, con nói được rồi, đang có hiệu quả. Vậy nên con tiếp tục làm điều đó và trong vòng vài tháng, khoảng 7-8 tháng, bình an đã đến. Và khi an bình đến, con chỉ để yên như vậy. Và sau đó thì ổn. Bây giờ con có thể ra khỏi cái hố. Ồ, được. Thành ra con dấn thân. Con cần phải nhảy vào. Hiểu, con không cần, nhưng con nhảy vô vì con thương họ. Ồ, ngoan. Vậy anh nghĩ đó là một câu chuyện ngắn. Được, vậy tốt.